Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ quay một cái video là cách đốn cây táo của em. Cách này là em học trên mạng các bác nhé. Cũng qua xem video thì ở đây có mỗi mình em làm. Đây là hôm nay là ngày 18 tháng 2 dương lịch. Âm với dương đi theo nhau các bác. Còn âm hôm nay cũng là 18 tháng giêng. Sắp hết tháng giêng rồi mà chưa làm được gì này. Thì còn nọt hay qua đây em sẽ quay cho các bác xem về cái vườn táo dại của em. Đấy. Em gọi là một vườn táo dại các bác nhé. Đó, lát em sẽ đi quay gốc cho các bác và em sẽ quay video khoảng 7-8 phút thôi. Thì đây trước mắt các bác đây là một vườn táo của em. Vườn táo này là gần 200 cây các bác. Em trồng rậm nữa thì em không nhớ chính xác mà nó rơi vào tầm khoảng 170-180 cây. Vườn này là được 2 tuổi các bác nhé. Em không chăm sóc táo, đúng là em gọi là táo hoang dại. Táo hoang dại các bác. Năm vừa qua thì lượng quả thì cũng khá là ít. Ít là sao? Ít là bởi vì là em không chăm bón, cả năm không chăm bón. Thì quay đây cho các bác xem là các bác để các bác biết đấy là cây táo nó rất dễ làm. Thế mà em rủ bao nhiêu người ở chỗ em thì không có ai làm luôn ạ. Mọi người chỉ trồng 2-3 cây để ăn quả. Còn nhiều bác bảo làm rồi tham bát thì bỏ mâm, làm rồi để đấy. Thì cái chỗ đất này này các bác, em sẽ vạch cây ra. Cái chỗ đất của em này này là thì là chỗ này nó rất là bằng. Trước ngày xưa là bố em đã trồng cam, trồng một vụ cam nhé các bác nhé. Trồng ngày xưa là khai hoang trồng lúa nương từ năm 8 mấy đến năm 9 mấy là 2000 cây cam nó chết rồi. Bắt đầu năm 2000 em trồng, em lại tiếp tục cải tạo trồng quýt. Quýt thì em trồng được chục năm sau là nó bắt đầu là xuống giá và lại chết. Và bây giờ hiện tại quýt thì cái giá quýt thì bây giờ còn không có ai trồng nữa luôn. Giá có 3000 5000. Thì luôn luôn chuyển đổi cơ cấu thì em lại bắt đầu bị để hoang mất 1-2 năm đấy. Thế là em mới quyết định là trồng táo các bác. Đấy, trồng táo thì táo này em trồng 2020 các bác. Hết 2020 là một năm, hết 21 bây giờ 2022 rồi. Thì năm nay là năm thứ 3 thì với cây táo như này nhé, các này. Gốc nó rất là to. Cả năm em không bón một hạt phân nào. Đây. Gốc táo năm thứ 3 bước sang năm thứ 3 nhé. Bắt đầu năm nay bắt đầu em bắt quả. Thì em trồng thì lúc đầu em tham rẻ các bác. Các bác không nên làm như em. Em mua cái giống táo này ở ngoài thị trường ấy thì nó mua mấy chỗ cơ, nó tham rẻ thì mình cứ mua về bởi vì xác định mình không chăm. Một phần nó thành táo chua, táo dại nào, táo Đài Loan nào, táo đủ các kiểu. Bây giờ em đã đánh dấu những cây nào mà nó không ngon ấy, ít nữa em bây giờ em chặt đi và em đã đặt mất ghép về để cải tạo. Và nếu mà các bác chăm ngay từ đầu thì em khuyên các bác nên chọn cái giống chuẩn luôn từ ban đầu, còn đừng làm như em nhé. Còn em đây là bởi vì còn khá là nhiều thứ để làm nên là cây táo thường thường thì năm đầu tiên nó chỉ cho khoảng, nếu chăm tốt ấy, 15-20 cân quả. Còn năm thứ 2 ấy, thì nó sẽ đạt khoảng 5-70 cân. Còn năm thứ 3 cây như này này, em đốn đi sang năm nó phải, năm tới nó phải đạt, nếu chăm bình thường nó đạt tạ quả các bác. Các bác cứ nhìn gốc là biết. Tán nó kinh khủng luôn. Đây vẫn còn sót một cây cam này các bác. Đó, chỗ này nó rất là rộng. Thì bây giờ em sẽ, cũng là do tình hình dịch bệnh, không may là vợ cũng đang cách ly ở nhà mới bị được 2 ngày nay. Em cũng là F1 nên là hôm qua hai hôm nay ấy, em đã đốn bên ngoài. Em có một vườn táo gọi là táo Đài Loan. Táo Đài Loan các bạn, táo Đài Loan nhé. Đây những quả như này ăn nó rất là ngọt luôn, nhìn xấu này. Mời các bạn. Ăn ngọt lắm. Có nhiều cây ăn đỉnh lắm các bạn.
Em mới mất lịch sự tí các bác không ạ? À, cho các bác xem cái gốc. Tuyệt vời không? Các bác nên bao bao tay vào. Năm ngoái em chỉ để mỗi cây một cành, hai cành. Năm nay em để ba cành. Có cây nhiều nhất cũng vài chục cân, không tuy là không chăm sóc nhưng vẫn vài chục cân là chuyện bình thường nhé. Năm vừa rồi ấy. Còn tất cả táo năm thứ ba nếu mà chăm sóc tốt từ cấp tạ đổ lên. Cây của em trồng khoảng cách là cây cách cây là 4 mét rưỡi, hàng cách hàng là 5 mét. Ở đây em bắt đầu em sen. Em sen vào đây cây dổi các bạn. Cây dổi ghép. Cây dổi ghép em sen vào đây bởi vì tại sao sen dổi ghép là đến mùa này mình lại bắt đầu chặt cành rồi, táo táo thì bắt hoa bắt quả từ tháng 7 đến tháng 9 tháng 10 bắt đầu được thu. Đấy thì các bác nếu mà muốn trồng táo ấy, các bác sẽ liên hệ cho em nhé. Em không bán giống nhé, em nói trước nhé. Nếu mà các bác đặt nhiều thì của năm sau thì em hiện tại em không bán giống. Nếu đặt nhiều ấy thì em bó làm thì em sẽ làm, còn hiện tại em tư vấn miễn phí là em không bán giống. Đây còn cách tỉa của em này. Đây. Theo người ta thì lấy cưa về cưa. Cưa cho nó bằng, nhưng mà em mài con dao sắc ra. Em phang không sao cả, ít nữa như cây này em sẽ để 4 mầm, sẽ lan tỏa ra 4 nhánh khác nhau đó. Đây còn như cây này, cây này vừa rồi em để có như này này các bác. Đây các bác nhìn tưởng tượng thì về những cây này em sẽ không ghép cải tạo đâu nhá. Em ghép cải tạo như vườn này em ghép khoảng 50 cây thôi. Thì đấy các bác nên xem, ít nữa các bác nhớ đăng ký kênh nhé, để xem khoảng một tháng sau thôi cây táo này nó sẽ bật mầm lên đẹp lắm các bạn. Lúc đấy mầm nó ú bằng ngón chân cái luôn, đẹp lắm. Em năm nay em sẽ quyết định chăm. Ở vườn ngoài em có hơn 200 cây, trong này ngót 200, em tổng có hơn 400 cây táo to nhỏ khác nhau. Và em có táo táo đại này, táo Đài Loan này, táo bây giờ em đang chuẩn bị ghép kim đào mật nữa, kim mật nữa, và táo xuân 21, táo chua, có rất nhiều loại táo các bác nhé. Thì em thấy có mỗi loại nó có một vị khác nhau, và mỗi vùng miền mình nên trồng cái một loại táo khác nhau đi để cho nó đặc thù đi. Còn táo năng suất nhất bây giờ nó vẫn là táo kim đào mật và táo Đài Loan. Còn táo thu nhanh nhất vẫn là táo xuân. Nó có mỗi thứ nó có một ưu nhược điểm khác nhau, thì các bác muốn tận mắt xem như nào thì em sẽ để vấn đề mỗi thứ. Những cái thứ nó không nên ấy, ví dụ như những cái cây táo nó không ngon, táo chua em vẫn để vài cây để ăn quả, em vẫn thích ăn quả. Đó, thì là video em hôm nay đây. Còn có hai cách tỉa lúc nãy, có hai cách. Một cách là chặt bằng như này, còn một cách nhá. Các bác chặt lên khoảng 1,5 mét. Cứ chặt hết cành này đi. Xong chặt đi để lại 1,5 mét, xong các bác bắt đầu khoanh ở đây, xong các bác vát lên cho nó chết cái đoạn trên này, xong mai nó bắn cái đoạn này, xong nó ra được lục rồi các bác. Cây này thế là cây đỡ cái nhánh nó luôn, bởi vì nhánh nó sau 2 tháng nó lên ấy, các bác phải cắm, không gặp phải gió nó sẽ đổ nhá. Đây minh chứng là đây, minh chứng là năm ngoái này, em không chăm đâu nhưng mà nó đổ đây, là cái cành đổ đấy ạ. Đấy, nó sẽ rất bị đổ, nó liền thì rất nhanh đổ xuống, cây này lại liền này. À, cũng rất mong các bác ủng hộ video của em bằng cách đăng ký kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh để theo dõi, đăng ký kênh và like, chia sẻ tất cả những gì mà các bác quan tâm hay nào, các bác cứ để lại dưới phần bình luận. Còn theo dõi em thì em chia sẻ những gì là thực tế nhất. Tại sao em nói gọi là một vườn táo dại các bác? Bởi vì em bỏ hoang dại mà quả ăn tét ra, cho anh em ăn tét ra các bác. Có rất nhiều người bảo ăn ngon xin mua. Rồi, em cũng năm nay em là ở ngoài kia là cho tất cả anh em, mỗi người đến lấy tải một ăn đá đời. Còn từ sang năm thì các bác biết rồi đấy. Đây các bác, cây nào cây đấy nhá, phát triển cực mạnh. Mà hiện tại em báo giá về cây giống ngoài thị trường nó chỉ dao động từ, nó nhiều cơ sở bán lắm. 20, 25, 30, 35, 40, thậm chí 50, 60, nó có nhiều loại giống đó và nhiều cơ sở bán đó. Còn giá táo của năm nay ấy là đỉnh điểm nhất là 38-40 nghìn các bạn, thậm chí có nơi em thấy người ta đăng 50 nghìn, còn rẻ nhất thì nó cũng là 20 nghìn, 25 nghìn. Đó là cái giá táo.
Các bác nên chọn cây gì thì đây là vườn thực tế ở tại nhà em, thì em nói vậy. Đây, buổi chiều hôm nay em mới chặt được khoảng 30 cây. Cây nào cây đấy ú ú như này. Các bác nên lấy cưa cắt được thì tốt hơn này, em bị chưa, nhưng mà không sao nhé. Như chỗ này em đi để chỉ lấy một mầm, chỗ này một mầm, đây một mầm nữa. Gọi bốn mầm là ok. Đó, bây giờ em lại tiếp tục công việc của em bằng cách đốn hạ cây táo. Vừa này em đốn bằng hết các bạn, em không để cành bởi vì để cành nó mất nhiều công. Nhưng mà nó lợi sau này lại không phải trống nhiều, nhưng mà thôi. Em trong theo suy nghĩ của em cắt đi để cho tán nó mài cái ụ này nó đẹp. Còn sau này em sẽ hướng là làm để du lịch các bạn. Các bác muốn làm du lịch thì em sẽ video em làm sau. Thì các bác trồng khoảng vài chục cây, các bác cứ để ép một cái thân thẳng lên như này. Đó, thẳng tưng lên để tầm mét dưới các bác đốn, xong các bác sau này các bác cứ đốn tầm mét dưới thì sau này nó ra cành các bác. Video đấy em sẽ làm sau. Thế thôi, em cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Tiếp tục công việc hạ đốn táo.